Xin chào các chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào Nina, xin chào các bạn yêu, xin chào các nhà yêu. Mình ơi, nhưng mà hôm nay sao chứ? À quên, chưa chụp hình hả? Hôm nay chụp hình. Giờ chụp đi, 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3. Trời. Rồi, xong chưa? Rồi. Chính mẹ ăn cùng con cá nhà nha cô chú. Nói. Nói. Rồi. Con kêu con cá nhà nha cô chú. Ăn cùng con cá nhà nha cô chú. Ăn cùng con cá nhà nha cô chú. Ăn cùng con cá nhà nha cô chú. Con kêu là ba ơi nói đi chứ con đừng nói. Nói con nói trong trỏng đâu được đâu. Nghe con. Dạ. Trời ơi. Rồi ăn đi. Piu leo. À, bi dưa leo. Dưa leo. Cái này là dưa leo nè cả nhà. Dưa leo mà cái trái bự á. Con mời ba ăn cùng đi con. Mẹ ba ăn rồi, rồi đừng có xíu xíu là bị bùng chót. Cái này là dưa leo mà cái trái dưa leo vàng á, bự bằng cụm tay gì đó. Bi trồng ở trường mẫu giáo á cả nhà, rồi cái nó lớn rồi hái đem về ăn nè. Rồi cái làm được dĩa nhỏ xíu gì nè, tại có con trái à. Mà trái bị trồng nó chưa có bự nữa. Ở trường của họ mình hái rau cải xà lách rồi giờ tới dưa leo. Trồng này kia nhiều vậy đó cả nhà, cho em bé hoạt động ngoài trời á. Rồi hôm nay là ba bi vào bếp lụi thụi cả 2 tiếng làm cái món lòng. Lòng dồi xào với lại cái cánh gà chiên, cái này là sườn ốp gia vị nướng lò không dầu á. Rồi ăn cùng mình cả nhà ơi. Wow. Cái 빠른 시간에 싸닥 요리 다 했지 내가. 더워 그래서. 놀래요. 바 bị nóng chị không có nổi. Cái này là cái miếng cái dồi mà dạng miếng ở cả nhà. Nó dai dai nè. Con cầm tay đi. Con cầm tay đây. Con ăn cánh gà con cầm tay đi. Bữa nay ba đi làm á, cái màu đẹp dễ sợ luôn á. Mưa sẽ ca dẹp cho ta. Cái bột ớt này là bà nội Bi đem qua. Bột ớt cay mà màu nó đẹp rồi. Nấu món ăn á, màu đẹp hay không là cái màu, cái bột ớt quan trọng lắm cả nhà. Bột ớt á, nó không, cái màu nó không đẹp là nấu lên nó không đẹp. Nó không được đỏ. Cái này sườn bao làm cho Bi nè. Sợ bị ăn lòng không được á, tại cay á. Cái vô đi đông chả đây. Nó xỉu không? Mèo khen mèo dài đuôi đó. Nhưng mà cũng ngon thiệt. Nhưng mà lễ người khác khen đi. Má xa. Cảm ơn anh. Đi ghiền cánh gà cô chú ơi. Cảm ơn nè. Hôm nay ăn không nói đâu. Nói là ăn hết nói. Ăn hết nói hả? Dạ. Ngồi ăn xong rồi coi. Thao thao bất tuyệt luôn. Cay nhưng mà ngon cả nhà, ở Hàn Quốc á có nhiều món ăn ngộ lắm. Cay mà ngon. Mày ăn miếng dưa leo của Bi đi. Thấy không? Dưa leo Bi ngon quá. Cái dạng dưa leo trái bự cả nhà. Cái trái nó vàng vàng. Dính luôn mà. Gửi tay mà. Dính luôn, gửi tay. Bóc đi.
Trời ơi, nó giòn. Chà kìa, có ui sao sao. Mọc chá. Mọc chá mọc chá. Chân ca đều mọc chá. Mọc chá. Được rồi núi. Ừ. Mà sao không sao mà sức sợ. Chà con chân xuống con. Khá chân nè. Ừ. 원래 더 빨리 따 했어야 되는데 늦어가지고 이렇게 된 거지. 그래도 맛있어요. 어, 열심히 와. 응, 열심히 와. 방금 따해. 방금 따이면 너 아냐. 진짜 뭐야 방금 따이 바비. 엄마. 뭐야. 담배 chồng mà đâu dễ phân hơn là kia đâu. 응. 오늘 사건 얘기해줘. 목걸이를 몇 시간 찾았는지. 뭐 나요? 위엔 buổi chiều không đi không làm gì được luôn cả nhà. Hai chồng đang chuẩn bị đi siêu thị. Rồi đi bưu điện để gửi hàng về bán hàng đó, gửi hàng về. Rồi đi siêu thị, đi bưu điện, rồi rồi dự tính là đi siêu thị để mua đồ làm ăn cơm đó. Nhưng mà cả mấy tiếng đồng hồ không đi được, tại vì mất cái cọng dây chuyền. Cọng dây chuyền mà cái dạng BB mình hay đeo với cái mặt Phật Di Lạc này nè cả nhà. Tự nhiên mất tiêu. Mà mình thì mình để chỗ đó thôi, chứ đâu để đâu đâu. Bi thì đi học chưa về. Trời đất ơi, sửa sạc đi ra ngoài mà cái tình trạng nó xảy ra rồi giờ kiếm gặp. Kiếm hoài luôn. Cái vũ giường, vũ mền, vũ chiếu, kiếm khắp nhà luôn, qua phòng Bi luôn cũng không có. Mình nói trời, không lẽ Bi lấy. Mà ngày xưa giờ Bi không có lấy dây chuyền chơi. Nhưng mà có Bi thôi chứ có ai đâu mà lấy chơi. Chứ không lẽ mình Bi mất trí nhớ sao? Cái mà nhớ thì mình đi ra ngoài thì mình không có đeo. Tại nhớ là đi ra ngoài không có đeo. Nếu mà nó rớt thì rớt trong nhà thôi. Trời mà kiếm quá trời kiếm luôn. Tới hồi mà kiếm không gặp thôi là bắt đầu là bỏ cuộc rồi đó. Thì nói là để Bi đi học về, chiều đi học về hỏi Bi coi sao. Bà hỏi Bi đó là mình đâu có dám hỏi mạnh. Nếu mình hỏi mạnh thì sợ Bi nó sợ hoặc nó biết chỗ cất hoặc nó quên. Cái mình lên xe đó Bi mình hỏi Bi á. Bi con lấy cậu đi về của mẹ để đâu Bi? Mẹ đi ra ngoài mẹ kiếm mẹ không gặp rồi mẹ không có đeo nè Bi. Cái xong đó Bi nói đâu có con đâu có biết. Cái trời ơi mình cái mình run rồi. Mình nói chết cha. Vậy là Bi nó không lấy rồi. Cái mình hỏi nữa nói con lấy mà con để đâu? Con tìm cho mẹ đi. Cái nói để con nói nhỏ cho mẹ nghe con để cho học tủ phòng con á con để trong nó. Trời ơi cười lúc đó mình kiểu như mình vui như bắt được vàng. mình vui trở lại xong rồi về cái Bi vô phòng Bi lấy ra mà trong khi đó mình mở cái tủ nó ra rồi mà mình không thấy mình kéo cái học tủ nó ra rồi mà mình không thấy là Bi bỏ trong cái nón nữa cả nhà bỏ cái nón úp lại nữa mà mình không có dỡ cái nón lên mình không thấy trời ơi người ta kêu mừng như bắt được vàng đó à, không thôi mất cổng dây chuyền trời cổng dây chuyền cũng 5 chỉ cái bộ ở Hàn Quốc thì mua cũng mắc cái bộ đâu có rẻ đâu tự nhiên cái làm cả buổi chiều không làm gì được luôn rồi cái đâu có đi siêu thị được đâu có kịp thời gian đâu rồi cái đi về nhà rước Bi đi về nhà rồi ba Bi mới đi siêu thị rồi giờ mới làm được ăn xong nè rồi giờ mới bị trễ bữa nay ăn cơm tối quá trời luôn tại Bi lấy con dây chuyền con cầm nó đừng gớt. cái mình kiếm gặp cái mình cũng nói chị bảy nói bữa hổm tao mới ra chơi mà mày nói mất cộng dây chuyền rồi sao mày mốt tao dám ra chơi được có nói trời ơi em đâu có nói bà đâu nhưng mà nghĩ là cái phần trăm lớn là Bi hoặc là mình bỏ ở đâu chứ với lấy Bi thôi là chứ không có ai ngoài ra hết á cuối cùng là làm mẻ thiệt trời ơi mình trong đời mình hai lần như vậy đó một lần á thì hồi đó ăn chua còn nhỏ đeo cộng dây chuyền cũng ba chỉ mấy
xong rồi đi học mẫu giáo, ý đi học nhà trẻ tháo ra. Thì nhà trẻ tháo ra xong rồi tự nhiên hôm đó coi lại mất cái kiếm cũng không có, cái nó trời chết chắc mất rồi. Cái tự nhiên á ân chu chiều đi học về cái mình hỏi con có lấy cọng dây chuyền không, cái nó có, trời ơi, tự nhiên nó lấy cọng chuyền rồi nó bỏ vô cặp ở cả nhà không đeo vô nhà, lấy cầm gì nè dây chuyền mà 18 mà dạng phân lật á, cái mặt trái tim thấy cưng cầm gì nè rồi cái bỏ cặp rồi chơi giống như kiểu đi khoe á. Ôi mà chiều đem về mừng hóa biết rồi, cái giờ bị biên lần viên lần bị làm mất cọng dây chuyền mình, làm mất là không biết lý do làm sao mất luôn, không biết mất ở trường hay là mất ở đâu luôn. Tại đi học về rồi ba Bi tắm cho Bi mà không để ý. Lúc đó Bi chắc tầm 3 tuổi mà mình thì mình đi làm du lịch, mình không có nhà. Rồi cái tối về mình cũng không để ý cộng dây chuyền luôn, rồi sáng hôm sau dẫn Bi đi chơi rồi cái mất. Mất là không biết là mình dẫn đi chơi là mất hay là mất ở nhà trường luôn, không biết luôn. Rồi tới bây giờ luôn là lúc mà Bi 3 tuổi mất cộng dây chuyền vàng bạch kim vàng trắng. Là Bi làm mất đó. Chứ mình hồi xưa giờ mình không có làm mất đồ. À, 범인이라고. mình nói đối tượng nghi ngờ là Bi với ba Bi. À, mình hỏi Bi là hỏi ba Bi là con lấy không, con lấy đem bán không, cái ba Bi nó khùng quá đi, tự nhiên lấy công chuyện đem bán. Ba Bi cứ nói anh không phải anh, không phải anh đâu, cười chết. Mất cũng phải có lý do, nó gớt đâu hay làm gì chứ, tự nhiên mình để trong nhà đó mà sao mất được. Mà mất con không lấy vậy nha. Dạ đấy con. Dạ. Ôi dạ. 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 Ừ. Chào hàng đâu có 유치원 가지고 갔으면 큰일 났어. Ừ. Ba Bi được nằm trong viện nghi ngờ. Mai là ở nhà đó chứ không thôi là cầm đi nhà trẻ, đi nhà mẫu giáo có khi quên đó nhà. Có khi cầm đi theo rồi khoe rồi quên rồi mất luôn, mà trong khi đó mắc cười. Mà cái chỗ đó là mình để á. Mình để chỗ cao là Bi không lấy tới, nhưng mà cái trong cái học tủ mình để là có 3 sợi dây. 2 sợi của mình và 1 sợi của Bi. Mà tự nhiên mất cái sợi đó, còn 2 sợi kia còn. Nó mới tài. Mình mới nói trời sao lấy bộ chơi mà ngày xưa giờ có lấy dây chuyền chơi bao giờ đâu. Tự nhiên sao lấy chơi, sao tự nhiên lấy chơi vậy, nói vậy. Sao tự nhiên lấy dây chuyền chơi? Tại muốn chơi mà. Tại muốn chơi gì dây chuyền mà chơi đâu được. Nghe mày mốt không lấy vậy nữa nha. Nghe không? Dạ đàng hoàng coi. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ. Con lấy dây chuyền của mày hồi nào? Hôm qua. Không lấy nữa nha. Dạ. Mấy ngày không nhớ luôn nha, không để ý mà. Sao không biết, sao không biết? Tại vì mẹ có mở tủ nó ra, mẹ đâu có để ý đâu. Mở tủ rồi mẹ. Mẹ nói mẹ. Mẹ cầm thử rồi mẹ lên thử coi là có. Nhưng mà mấy ngày mày không để ý. Sao không để ý? Thì không có đeo nên không để ý. Bữa nay coi lại mới biết. Nè con khoe cô chú là bữa nay con làm cái gì? Con đi học piano đúng không? Đúng không? Dạ yeah. Học sao nè? Học bằng tình 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 tình. Đâu khoe cái? Tình. Khoe cô chú kìa. Cô chú ơi, vì Nhi Nhi từng học. Học cái gì? Piano. Piano tí tí. Học piano. Bi thích đi học, đòi đi học piano, cho đi học piano cái này. Bi mẹ ơi, Bi chơi với cô chú nha mẹ. Chơi cái gì? Chơi ngón tay. Ừ. One, two, three. Mẹ ơi, cô chú là làm cô chú thắng rồi không là Bi thắng. Bi thua rồi. Đâu nãy Bi ra cái gì? Cô chú ra cái gì? Không biết mẹ nói cho đây. Cô chú ơi, cô chú ra cái gì cô chú? Mà, mẹ ơi, mẹ ơi, ừ. Mẹ là cô chú Bi là Bi nha mẹ.
One, two. Okay. One, two, three. 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 Thích nghe Pi làm chưa? Pi làm không? One, one, two, three. One, two, three. Ngồi nghỉ đi. One, two, nghỉ đi. One. Nghỉ. Này này này. Một cái thôi. One, one, two, three. One, two, three. One. Pi, pi. One, two, three. 아, 진짜. 아, 거라 매 nhẹ nè. 아야. 비. 거라. 나가. 이제. 사랑해. 자, 그 저기 가. 자, 저기. 진짜 담을 거죠? 아, 바이바이 các nhà nghe các nhà ơi. 1 2 Bye bye. 1 2 3. One, two, three. One, two, three. Ah!